Hello mọi người, đến với Surface Pro Channel, kênh công nghệ chuyên về các sản phẩm Microsoft Surface. Như mọi người cũng biết thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến ngày càng tăng. Vì vậy mà các ông lớn trong ngành đua nhau ra mắt hàng loạt các sản phẩm công nghệ phù hợp với nhu cầu này. Và tất nhiên trong đó có cả Microsoft. Hiện tại thì các sản phẩm Surface của ông Joe Resman đã có một bước tiến vượt bậc so với thời điểm mới ra mắt. Trong đó thì có dòng Pro, dòng Go và dòng Book được trang bị cả camera trước và camera sau. Chắc chắn sẽ là thiết bị vô cùng hữu ích cho mọi người trong thời buổi hiện nay. Và vâng, trong video này thì Moon sẽ test chất lượng camera của cả ba con máy mới nhất của cả ba dòng này. Các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ qua về ba con máy này. Đây là Surface Pro 8. Nói về dòng Pro của nhà Microsoft thì khỏi phải bàn rồi, bởi vì đây là dòng máy nổi đình nổi đám của hãng và cũng là dòng máy làm nên tên tuổi của Microsoft trên thị trường máy tính bảng 2-in-1 linh hoạt và đa năng. Còn đây là Surface Go 3, thiết bị nhỏ gọn nhất nhà Microsoft. Tuy em này nhỏ nhưng rất là ok nha mọi người, vì em này có thể làm được rất nhiều việc, từ các công việc văn phòng đến giải trí đa phương tiện, em này có thể cân tốc. Còn đây là Surface Book 3, chiếc Ultrabook mạnh mẽ mang thương hiệu Microsoft. Nếu ai đã xài qua Book 3 rồi thì cũng biết là em này có chất lượng build khá tốt, cấu hình khủng. Ngoài ra thì em máy này có thiết kế khá đặc biệt, rất phù hợp với người dùng làm công việc sáng tạo. Ba con máy này đều có điểm chung là được trang bị camera trước và sau, rất thích hợp cho nhu cầu học tập, làm việc cũng như giải trí trong thời buổi hiện nay. Và bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua một xíu về hệ thống camera của từng con máy nhé. Surface Pro 8 mới nhất của Microsoft đang tự hào là tablet Windows có camera tốt nhất hiện nay. Sở hữu camera sau 10MP tự động lens nét cho ra video 4K và cam trước 50MP cho video Full HD 1080. Trong đó thì camera sau cung cấp hình ảnh rõ ràng và chi tiết hơn so với Pro 7 nhờ tăng thêm 2MP. Cam trước phục vụ tốt cho công việc gọi video nhờ cảm biến Ambient Color giúp cải thiện độ sáng và chất lượng màu sắc. Đặc biệt thì cam trước còn được tích hợp cảm biến IR cho phép đăng nhập nhanh và hoàn toàn bảo mật vào thiết bị bằng nhận diện khuôn mặt. Surface Go 3 được trang bị một camera selfie 50MP có khả năng quay video 1080, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc từ xa đang phổ biến hiện nay. Kết hợp với đó là một cam sau 8MP tự động lấy nét, giúp người dùng thoải mái lưu giữ lại mọi khoảnh khắc đắt giá trong cuộc sống. Song song với đó, Go 3 còn hỗ trợ cảm biến IR cho phép đăng nhập vào Windows bằng khuôn mặt. Tính năng này hoạt động hoàn toàn chính xác, không chỉ giúp tăng mức độ bảo mật cho thiết bị lên một cấp mà còn giúp người dùng tiết kiệm được thời gian hơn. Surface Book 3 sở hữu camera selfie 50MP mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét và tươi sáng khi người dùng tham gia vào các cuộc gọi video, vượt trội hơn camera 720 được sử dụng phổ biến trên các dòng laptop nhân khối khác. Bên cạnh đó thì Microsoft còn bổ sung thêm chiếc Surface này một cảm biến IR cho phép người dùng đăng nhập gần như tức thì bằng nhận diện khuôn mặt khi mở máy. Ở mặt sau thì Surface Book 3 sử dụng một camera 8MP tự động lấy nét cho ra video chất lượng HD 1080, có thể thay thế smartphone trong một số trường hợp. Với các thông số cơ bản thì mọi người cũng thấy là Surface Book 3 và Go 3 có số liệu tương tự nhau. Trong khi đó thì Pro 8 nhỉnh hơn một xíu với camera sau là 10MP. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng Moon xem qua những hình ảnh thực tế được chụp từ camera của cả ba con máy nhé. Với những hình ảnh trên thì mọi người cũng thấy là hình ảnh chụp từ camera sau của cả ba thiết bị đều đẹp và rõ. Mặc dù Pro 8 cho hình ảnh sắc nét cũng như là tông màu đậm hơn so với hai thiết bị còn lại. Tuy nhiên thì giữa ba thiết bị không có sự chênh lệch nhiều về chất lượng hình ảnh. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau test cam trước của cả ba thiết bị này nha. Hello mọi người, đây là hình ảnh Moon quay bằng camera trước của Surface Pro 8. Với chất lượng hình ảnh như thế này thì các bạn an tâm để dùng Pro 8 để việc học trực tuyến cũng như là hồi học online ha. Còn đây là hình ảnh mà Moon quay bằng cam trước của Surface Go 3. Trong phân khúc học sinh sinh viên mà bạn có thể tìm ra một con máy có chất lượng hình ảnh tốt như thế này thì khỏi phải bàn rồi đúng không nào. Thêm vào việc con máy này cực kỳ nhỏ gọn nên bạn có thể cầm nắm trên tay để gọi video thay vì đặt lên bàn làm việc như các dòng máy khác. Và đây là mình đang ghi hình trên Book 3. Như các bạn cũng thấy là hình ảnh trên camera trước của Book 3 khá tương đồng với Pro 8 hay là Go 3. Tuy nhiên so về màu sắc thì Book 3 có hình ảnh nhạt hơn cũng như có tông màu thiên về trắng hơn so với hai thiết bị còn lại. Ok, vậy là mình vừa test xong camera trước và sau của cả ba thiết bị này. Nếu các bạn tìm một con máy chỉ cho gọi video, nào chụp ảnh, học online và lướt web nhẹ nhàng thì mình nghĩ rằng Go 3 là best option rồi. Tại vì con máy này có giá rẻ nhất trong cả ba thiết bị nhưng lại cho hình ảnh chụp chất lượng không kém. Ok, video này kết thúc và như thường lệ các bạn đừng quên like cũng như nhấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video công nghệ tiếp theo nha. Bye.